Oops. Không, nhất định không phải là mình rồi. Nhưng mà nhìn kỹ cũng thiệt là dễ thương á. Bể tan nát rồi, làm sao bây giờ? Vẫn còn một cách. Cái gương nhỏ xinh của mình, người bạn cũ đáng mến, xem chút nào. Ôi không, hai cái gương cùng bể trong một ngày, chắc là sắp gặp xui xẻo gì nữa rồi. Không biết là có điểm xấu gì sắp xảy ra hay không, mà sao nghe tiếng gió ta thấy một quả táo thối. Ôi sắp có chuyện không hay rồi. Đi Du ơi, con vừa gặp chuyện xui xẻo, thiệt là kinh khủng. Hai cái gương của con bể mà không có lý do. Chính là nó. Hay, xui xẻo. Ôi trời, còn cái gì xui xẻo hơn nữa không vậy? Và đây mới chỉ là bắt đầu, ta phải tới thư viện của ta ngay. Nhưng Đi Du ơi, còn cái gương của con thì tính sao? Xui xẻo. Ôi, là chuyện gì nữa? Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, cây nến của mình đâu rồi? Nó đâu rồi? À, đây rồi. Giờ thì xui xẻo hay may mắn chắc ở đâu đó trong này thôi. Ôi trời ơi, sách tè. Tại vì mình xì trúng quá thôi. Ôi trời ơi. Nói về xui xẻo thì vào năm 654 của Sì Trâm, mặt trăng tháng 6 bị che khuất bất thường sẽ mang đến những cơn gió bệnh hoạn, những tổn thất và 100 năm xui xẻo. Nó đã qua được 2 ngày, còn những ngày xui xẻo thì sẽ bắt đầu. Để ngăn chặn thời khắc xui xẻo này lại thì phải có 100 Sì Trâm cùng nhảy một điệu múa. 100 Sì Trâm sao? Cần tới 100 Sì Trâm lận hả? Không biết có đủ 100 không nữa. Ta phải đi đêm thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cẩn thận đi vua. Thâu tiêu rồi. Tiếng hòa sĩ sẽ là Sì Trâm đầu tiên. Bài thơ bùn đen. Đất và nước tạo ra bùn, bên nhau gắn kết và cùng chung vui. Mồ, lại gặp xui xẻo. Tí thi sĩ là Sì Trâm thứ hai. Tiếp điệu là 3, còn 4 là... Ê, theo mình chắc là tí phá rồi. Ít ra thì gương thiên nhiên sẽ không bể. Để xem, mình vừa nảy ra một ý, mình sẽ tạo ra một cái gương kiểu Sì Trâm. Sao vậy ta? Ta đúng là xui xẻo đệ nhất luôn. Tí Đô là người thứ 6. Cậu đừng tập quá sức như vậy nữa Tí Đô. Bởi vì nếu tập quá sức, xương của cậu sẽ bị xì râm như Tí Vua thường nói cho coi. Và Tí Cận là thứ 7. Kia rồi, Tí Khéo Tài, Tí Quạo và Tí Dùng Về. Bây giờ chỉ cần đóng cái này vào thì máy làm bánh dâu xì trâm của mình sẽ hoàn tất. Mình ghét bánh dâu xì trâm cực kỳ. Xin lỗi nha, mình cần một cái búa. Đúng là xui xẻo chưa từng có mà. Mình ghét xui xẻo cực kỳ. Mấy cái xui xẻo này là mình quên mất là mình đếm tới 86 hay là 68 Sì Trâm rồi. Ê, cứ vậy làm sao có được điệu nhảy của 100 Sì Trâm bây giờ đây? Mình nhất định sẽ làm một cái gương mới từ mảnh bạc không bể được này. Đúng là một ý tưởng thật Sì Trâm. Ôm
lông xòm như vậy làm sao mà ăn được. Con tính xì trung như vậy luôn cả đêm hay sao tí điều. Con làm gần xong rồi tí vua ơi. Chừng nào thì mới xong? Cuối cùng thì mình có thể yên giấc được rồi. À, còn bây giờ là phần ăn khuya của mình đây. Con phải đánh cho cái gương này thật sáng bóng lên mới được. Để nãy thôi à. Hoặc hộp khác. Trời mau sáng vậy, mình ngủ chưa có đã nữa. Mình cũng như vậy. Trời đẹp thiệt á, tối qua mình ngủ một giấc ngon lành. Mình đã đếm tất cả các sĩ trung, tính luôn tí lùi, tí thăm ăn và cả mình. Xem ra tổng cộng, ô không, cũng chỉ có 99 thôi, vẫn không đủ 100 xì trâm. Xin chào mọi người. Tí điệu, tụi mình đã chịu đựng hết nổi rồi. Cậu mau đem cái gương của cậu đi chỗ khác làm đi. Nhưng mà ở đây thì chắc chắn không làm phiền ai nữa rồi. Cuối cùng cũng xong. Ủa, sao có chuyện gì xảy ra nữa đây? Ủa, gương của mình. Bây giờ chắc cái gương đã đủ bóng rồi. Rồi bóng đủ đã, gương cái chắc giờ bay. Nè, nè. Nè, cậu là thật. Thật là cậu nè. Mình đang bị bóng của mình bám theo. Theo bám mình của bóng mì đang mình cơ. Con cảm thấy mình không khỏe. Con đã bị đụng đầu, sứt móng chân. Một hòn đá rơi vào đầu gối. Toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm rồi. Nói nữa. Con bị rớt mất cái bánh nó. Mắt kiến của con bể rồi. Con không ngủ được. Những xui xẻo chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng ta phải tìm được xì trung thứ 100 cho điệu nhảy tối ngày mai. 100 xì trung. Tí vua ơi, vua ơi tí. Có chuyện gì vậy hả tí điệu? Con đi vào rừng để làm gương. Rồi thấy cậu ta bước ra và rồi và ra bước. Ta cậu thấy rồi, gương làm để rừng vào đi con. Giữ im lặng tí điệu. Bóng của con đã biến thành xì trung. Do đó cậu ta nói ngược với con. Hả? Điều này thật tuyệt vời. Nghĩa là chúng ta đã có xì trung thứ 100. Và điều nhảy xì trung có thể được thực hiện rồi. Tất cả tập hợp, chúng ta bắt đầu diễn tập một lần. Không còn nhiều thời gian nữa. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 1, 2. Tất cả cùng nhau ướp cháy. Và quay trở lại. Ướp phải. Dừng. Xì trâm thứ 100 chỉ toàn làm ngược với mọi người thôi. Xì trâm ơi, chúng ta tìm được xì trâm thứ 100, nhưng cậu ấy toàn xì trâm ngược. Cậu ta là xì trâm duy nhất, chúng ta cần phải tìm cách nào đi chứ. Toàn là lỗi của cậu đó tí điệu. Cậu chỉ gây thêm rắc rối thôi. Mình không gây rắc rối. Rối rắc gây không mình. Cậu thôi đi, có được không? Không được có, đi thôi cậu. Vào đi, đi vào. Được rồi, vậy là quá đủ. Đi, 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 đi. Đủ quá là vậy, rồi được. Hãy ở ngoài này luôn đi. Vậy là xong, giờ mình có thể yên tâm làm một giấc rồi. Ô không, chuyện gì vậy? Vào cho mình, vào cho mình. Biến đi. Cơ hội duy nhất để chúng ta tránh được xui xẻo trong 100 năm là chạy xì trâm thứ 100 không nhảy ngược lại với mọi người. Cậu ta đâu rồi hả tí điệu? Con không biết cậu ấy đã bỏ đi đâu rồi. Là
lại xui xẻo rồi tí vua. Chuyện bắt đầu tồi tệ hơn rồi. Tìm kiếm trong làng cả trong rừng nhất định phải tìm cho ra xì trâm thứ 100 cho ta. Tế Cận ơi, nhìn kìa, chim chóc và thú đang di tản đó. Chắc tụi nó cũng sợ, ngày xui xẻo đang tới. Nhanh lên nữa đi tới dụng về. Ôi trời, chuyện gì xảy ra với mình đây? Tí vua ơi, cậu ấy đây nè, chúng ta xì trâm ra rồi. Thôi rồi, chiếc gương mới của mình, đây mới đúng là xui xẻo tệ hại nhất. Cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý. Nè, cậu hết nói ngược rồi. Cậu Táp bình thường có thể nói chuyện, nghĩa là cũng có thể nhảy được nữa. Nhanh nào, về làng thôi. Sẽ không ai còn bị xui xẻo nữa phải không tí vua? Đúng vậy, xì trâm con nương. Nương có trâm xì vậy đó. Ô không, không thể nào. Lại là một bản sao nữa sao? Có thể chứ. Trâm trâm xì, xì xì trâm. Ý con là ngày tí vua không biết hài hước gì hết. Được rồi, hãy để cho điệu nhảy của 100 xì trâm bắt đầu. 1, 2, trái, phải. 1, 2, 1, 2. Tất cả chú ý, bàn tay. Các xì trâm nhanh lên đây. Chúng ta trễ rồi. Lẹ lên. Cậu chạy đi đâu vậy? Không muốn ngạc nhiên sao? Lẹ lên. Trong trường hợp này, bọn họ đã lãng phí một cơ hội thật hiếm có. Thật đáng tiếc. Cuối cùng chúng ta cũng được nghe bản giao hưởng cung đô trưởng của tí vua rồi. Nghe nói nó hay lắm á. Như vậy mình sẽ có hai cái bánh. Đó là âm nhạc chứ có phải là đồ ăn đâu. Nè, âm nhạc là đồ ăn của tâm hồn đó. Vậy tâm hồn của mình cũng sẽ được hai phần luôn. Chà, bây giờ là bản giao hưởng cung đô trưởng của ta. 1, 2, dạ. Dừng lại. Như vậy là không được rồi. Con trình bày không ổn sao? Không phải, chúng ta không thể thực hiện bản giao hưởng này với duy nhất một nhạc công mà cần thêm nhiều người nữa. Các con thấy sao? Thưa tí vua, chúng con luôn sẵn lòng. Nhưng không ai có nhạc cụ hết á. Hãy tự tìm đi nào. Ây chà, không thấy gì, cũng không được gì. Mình đã mất cả năm lùng sục khu rừng mà chưa tìm ra ngôi làng của bọn xì trâm xanh xấu xa đáng ghét kìa. Tao sẽ không bỏ cuộc. Mày đâu hả Ara? Mày đâu rồi? Mày có mau nhảy xuống đây không? Làm gì trên đó vậy? Xuống! Tí tham ăn, sao con không chịu đi chuẩn bị nhạc cụ như mọi người? Con làm rồi tí vô ơi, là cái nồi á. Nhưng mà con phải ăn hết cái đã. Được rồi đó, sẵn sàng chưa? Tụi con đã sẵn sàng. Vậy thì 1 và 2 và. Có tiếng nhạc ngoài kia sao họ không gọi mình vậy ta? Gì nữa vậy? Mình tin chắc là cậu chơi sai nốt nhạc rồi. Vậy sao? Không sao đâu các sĩ trung, chúng ta bắt đầu lại thôi. Và 1 và 2. Sao vậy? Chắc là tại cây kèn của con. Phải, để mình xem cho. Còn tốt mà. Tất nhiên là vậy rồi. Hay để tí nhạc sĩ xì trâm nhạc cụ khác. Nè, thử đi. Đàn hạ. Hay là bây giờ cậu thử cái này đi, dễ hơn nhiều. Vậy là không còn cách nào khác. Cậu ấy không cho được nhạc cụ nào. Hay chúng ta để cho cậu ấy làm nhạc trưởng được không tí vua? Là một ý rất xì trùm đó. Dạ, 1 và 2 và. Không có.
công bằng. Chẳng qua họ ghen tị với mình thôi, không cần mấy người nữa. Tự chơi một mình biết đâu còn hay hơn. Dễ ợt mà. Trời ơi, cái âm thanh này phát ra từ đâu vậy? Nghe ghê rợn hết người. Giống như là tiếng con rồng nào đó đang rú lên vì bị thương đó. Hay là của một gã khổng lồ. Một tên xì trùm. Cái xì trùm đáng ghét, rủ nhau nói xấu mình không à. Rồi sẽ hối tiếc vì đã loại mình ra khỏi dàn nhạc cho coi. Thì ra là vậy. Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nhưng phải hành động ngay. Những thứ cần thiết đã có sẵn, mình sẽ tóm hết bọn xì trùm đó chỉ trong một ngày. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, phải quay trở về làng. Bọn họ sẽ năn nỉ mình chơi lại cho dàn nhạc cũ xì đó cho coi. Mình sẽ nói là... Còn nói là được. Ông là ai? Con đừng sợ, ta là Aurora, thần tiên. Mình ghét cái từ này quá trời. Nào, hãy nói con muốn ước điều gì, ta sẽ giúp cho con biến nó thành sự thật. Con có muốn mình là một nhạc sĩ đáng yêu? Hả? Ngay bây giờ là nhạc sĩ. Hả? Thành một nhạc sĩ. Thôi không, dù ít thôi. Các sĩ châm không thích tiếng kèn của tôi. Bây giờ thì không sao, ta sẽ cho con chiếc kèn Sazalakazu. Con sẽ chơi nhạc rất hay. Tôi xin cảm ơn ngài thần tiên nha. Không có gì đâu, về khoe với các bạn con đi. Và bây giờ hãy dẫn ta đến ngay ngôi làng của bọn mi. Không, lại nữa rồi. Mình ghét lại nữa rồi. Đây là kèn Sazalakazu. Mọi người sẽ xì chum cho coi. Nghe nè. Sao xỉu hết trơn rồi? Giỡn sao? Chuyện gì á? Thôi mà mọi người tỉnh dậy đi. Tí Du ơi, tỉnh lại đi Tí Du. Tí Du à, kinh khủng quá. Mình phải đi tìm ngay cái ông thần kia mới được. Yuhu. Con tìm ta hả? Lão gà men, cuối cùng thì ta cũng đã tóm được bọn ngươi. Ngươi đã làm gì với các xì chum vậy? Ta hả? Làm gì có chuyện đó. Chính mi đã làm hại bọn chúng bằng cái kèn ma thuật Sazalakazu. Giờ thì ta chỉ còn bắt một mình ngươi. Sẽ không còn một tên xì chum nào trên đời này nữa. Lạ chưa, con chuột xanh biết bơi, ta cũng bơi được. Ngươi chạy hả? Không thoát nổi đâu. Ta đây chuẩn bị đi chết đi. Đám bạn của ngươi đã bất tỉnh hết, giờ tới lượt ngươi đó. Hình như con đá trong giày của mình đó. Còn cái lưng sao tự nhiên cũng đau quá trời à. Ui da, cái chân muốn gãy luôn rồi. Ồ, cái cổ không lắc lư được. Còn ruột gan cứ nhảy lô tô trong bụng chóng mặt. Khó thở quá. Ôi đau quá. Ôi. Đúng là đáng đời nhà ngươi mà. Nằm đó chơi với cỏ đi. Tên quái vật xì trung đã bỏ chạy như một tên hèn. Không sao đâu, chắc chắn nó sẽ quay trở về ngôi làng. Và mình đã biết chính xác đó là chỗ nào. Mình đi thẳng rồi quẹo phải. Hay là trái ta? À, chắc phải rồi quẹo. Ô không, mình lạc đường rồi. Trời ơi, ta ghét bọn ngươi. Xì trung xấu xa, đáng ghét. Đáng ghét. Tí cô nương tỉnh lại đi. Còn tí đô, dậy đi. Tí Tha Mang ơi, mình cho cậu cái bánh kem dâu có seri nữa nè, ngon lắm. Mà vô ít thôi, hết cách rồi. Tất cả mọi chuyện cũng tại chiếc kèn quỷ quái và đáng ghét này. À, đúng rồi ha, chính lão Gamer đã bày ra trò ác độc này, thì chắc chắn lão sẽ biết cách giải quyết nó mà. Mọi người hãy chờ đó, mình đi đây. 7 lồng lưới thuốc độc. Lần này mình sẽ đặt bẫy khắp khu rừng. Tên lùng xanh đó có chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Hả?
mình phải tìm ngay sách của lão gà mên mới được. Mi xấu xa, lần này thì không thoát khỏi tay ta đâu. Ông đừng có nằm mơ. Ta không nghe gì hết, nhưng nhìn thì rất rõ. Ta đá ngươi nè, cho ngươi gãy hết xương. Ta sẽ đánh ngươi, cho ngươi gãy nát ra. Trước sau gì ngươi cũng không còn hơi sức, và lúc đó ta sẽ tóm ngươi dễ dàng đó. Khúc cây ở đâu mà dài quá vậy? À, chết rồi, chết rồi. À, chết rồi, mình sắp té, mình sắp... Ông có muốn nghe nhạc cho ngủ ngon hơn không vậy? Tôi sẽ thổi cho nghe nè. Đừng, ta xin người, ta gian xin người, đừng có thổi. Chuẩn bị nha, và một, và hai, làm và... ơn, làm ơn tha cho ta đi. Ta sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa nữa, ta xin thề đó. Thôi được, tí vua đã dạy đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, nên ta sẽ... Không phải, cũng không phải. Ha ha, thì ra đây là cuốn giải nhạc cụ ma thuật. Đây rồi, đây là kèn Shazalakazu. Ồ không, không có cách nào cứu thì chôm hết hả? Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Các sĩ chôm đáng thù của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa rồi. Tất cả cũng tại mình. Bây giờ thì không còn cách nào nữa hết. Mình chỉ còn biết thổi một bài nhạc thật buồn để tiễn đưa. Làm ơn dừng lại đi. Tí đô tỉnh rồi hả? Thôi đi, tại tiếng kèn của cậu mà các sĩ trâm bất tỉnh hết đó. Vậy vậy là chính mình đã cứu các cậu hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là một câu chuyện rất dài đó tí vua. Con sẽ kể cho ngài nghe, kể từ lúc con bắt đầu. Lão gà mên đã giả thành một vị thần tiên hả? Phải. Tí nhạc sĩ, cậu đúng là tài giỏi. Ồ, vậy tất cả mọi chuyện kết thúc thật là tốt đẹp. Bây giờ thì chúng ta trở lại để cùng trình diễn tiếp bản giao hưởng cung đồ trưởng. Tuyết, bây giờ thì kèn của con đã sẵn sàng. Các cậu không muốn cho mình chơi chung đúng vậy không? Theo mình thì á, thôi. Cậu ấy mà thổi nữa thì chắc chúng là... Chúng ta không thể từ chối vì cậu ấy đã làm điều tốt đẹp cho tất cả, đúng không? Tây Dù ơi, hay là chúng ta... Được lắm, đó là một ý rất xịt trâm.